tại tại gốc cây. Anh em mình giải trí đến Kinh Dũng miền Tây của mình ha. Ở đây thì máy Kubota DC 70 Plus. Máy này thì chạy tiến độ cũng khá là nhanh. Thứ gì chịu nói không? Bữa nay ở đây cắt nhiều máy lắm anh em ạ. Xe kéo máy cắt quá nhiều luôn. 70 plus đang đi lên. Đây, vượt tốc độ lúc này chưa nắng tại thì nổi lên là đi tốc độ luôn. Plus thì năm 2021 anh em ạ. Máy cũng còn đẹp lắm. Đua theo 70 kìa. Bên đây thì cũng có cây tâm hai. Này thì 82 cắt ở đầu trong rồi đang đi vô anh em ạ. Thì còn lại 70, bên đây thì cũng nhiều máy lắm. 82 đang đi vô, cắt cũng mới vừa hết đồng. Mấy chiếc này thì cắt cái đầu trong nè, cũng đang đi về, cũng 70. Còn lại cái 70 vừa luôn đang cắt. Nói chung ra máy bây giờ máy nào cũng binh độ hết anh em ạ. Máy này thì cũng độ bô li 1 tấc 25 nè. Tài cho 70 vô quánh ngay cái chính giữa luôn. Đằng phục tốc độ. Nãy giờ thì một tài một lơ chạy vòng vòng để gom lúa. Lúa bên này kéo cái hậu xa lắm bữa nay. Tài lúc này tiếp tục rẽ giữa, còn đang rẽ cái trước, bây giờ tiếp tục rẽ lại cái thứ hai. Lúc này thì tài xung trong mình nè, hút hết công lực của máy luôn, đi tốc độ. Thank you.
xa xa bên kia cũng có cây 70 blood bên kia. Thuộc tốc độ kinh khủng luôn. Thì còn hai một tài chỉ một trợ lý tài đang dục lúa. Có cây 70 cũng cắt vừa xong đang đi vô. Lúa này thì bao cũng cỡ 55 kg. 55-60 kg thì giá bán 7.100-7.200. Ở đây thì thường hay làm giống lúa OM18. Chắc xe lúa quá đẹp. Bảy mươi và lốt. Còn xe kéo bên 70 từ lúc cũng đầy đang đi vô. Tổng thể bữa nay tổng hết là 10 cái máy là anh em ạ. Nhưng mà cắt không có tập thể. Cái cắt miếng, cái cắt lô không, không có chơi chung. Xe này thì xe của 70. Lúc này thì tài đi tốc độ luôn, lúc này thì cũng chiều, cũng 2 giờ mấy 3 giờ anh em ơi, mà trời chuyển mưa. Đang vượt tốc độ luôn. Hai tay thủ bộ kìa. Sửa soạn phanh vua qua. Rồi, quẹo qua bên kia. Thì Kubota DC 70 Blood nãy giờ thì chẻ ra làm hai nè. Còn bên phía bên đây một miếng nhỏ nữa. Tài điều khiển sẽ kéo kéo phần. Bài luôn. Đây trên cái mùi của 70 Blood. Xe kéo chạy tốc độ quỷ diệt luôn. 3 lớp. Cái gì chị nói không? Bán qua luôn, qua bờ luôn. Ây cha. Chạy khủng khiếp. Rồi 70 đó cũng đang đi vô luôn rồi.
nay thì cắt một chục cái máy là anh em ơi. Toàn là xe khủng thôi. Còn lam này nữa là cuối cùng luôn anh em ơi. Mình xin tạm dừng video tại đây luôn. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em.